Cô máy cô có đăng ký con nói chuyện thoải mái luôn, tại vì cô không biết điện Zalo. À dạ, rồi cô gọi con có gì không cô? Có, cô theo dõi cái clip của chú Tuấn đó. Dạ. Rồi cô thấy tội tội quá à, bây giờ đừng có lạc lòng con, theo bám sát chú Tuấn đi. Cái gì bà cũng đòi hỏi là bà cũng như là nếu mà chú Tuấn không về ở với bà đó nha, là bà thưa con là bà nói là anh của bà hù nha, anh bà làm việc thành phố làm lớn lắm, tại vì lương tháng 16 triệu là thưa nói là người ta cho hai ba người cho là 300 triệu là phải đưa cho bà nghe tiền rồi đó, bây giờ bà sống vì tiền đó, dám tranh thủ là dám nói thì sao mà thuyết phục cho chú Tuấn là của dứt khoát là không có đeo đuổi nữa nghe con. Dạ. Nó không có lợi. Cái bà này bà sao đâu á, bà nổ, bà nghèo mà bà nổ, với hơn nữa bà cần tiền. Thì lúc buổi đầu là cô thấy cô ngứa mắt rồi, mà làm sao cô không có biết nói gì giờ. Rồi vô chú Tuấn vô ở thấy tội lắm, cô theo dõi tới bây giờ luôn đó, mà giờ ngày nay cô thấy ngày hôm qua thì chửi xối xả, còn bữa nay thì năn nỉ khóc lóc nhận lỗi rồi nói bây giờ chú Tuấn không có lỗi gì hết á, bây giờ lỗi gì của bà đã tha thứ đi, đi về đi. Còn không ấy là bà thưa con là tội con dẫn dắt đi. Hồi ngày hôm qua là hứa dẫn đi rồi sáng đem về trả cho bà, chứ bà không có đuổi xô gì hết trơn. Bà trong nhà thì đổ thừa, chú Tuấn đi là lấy của bà là nhiêu nè, bà nói lấy nhiêu nè. Rồi bữa nay cái bà nói không có gì hết trơn, bây giờ vàng vòng được tính ra mượn này kia tính là 20 mấy triệu nha. Dạ. Mấy triệu bây giờ ở đây nè, anh về đi em nhớ anh, em ăn cơm không được, em ngủ không được, đừng có nghe lời bà nghe có số tiền lớn rồi đó, bây giờ để nó đi, con gắng tận dụng để mà cho chú Tuấn im ái chỗ nào sống đi, đừng có cáp chỗ nào nữa trơn á, sống một thời gian cho ổn định đi, người ta nghe tiền người ta muốn nhảy vô không à. Dạ. Nha. Đó, con gán đi, cô thấy cô thương quá à, mà cô cũng thương con nữa nha, là gán tranh thủ đừng có để thua bà nha, bà bây giờ bà kiếm mối dữ lắm luôn, bà nói mà con mà không, bây giờ thưa con đó, nếu mà chú Tuấn mà không về đó nha, là đêm nay bà tự tử với chết. Dạ. Bà chết, còn bằng không á là anh bà kêu thưa bà có bằng chứng đồ này kia nọ bà hù đó. Dạ. Đó, ở với bà mà cái bà kêu con bà đánh người ta, ai mà kiểu cách lối sống của bà như vậy sống sao được con. Dạ. Thôi đi, dứt thẳng, dứt ra được thì dứt luôn đi, chứ đừng có mà nấm níu đã kết nối lại yêu thương nữa, bà không phải vậy đâu nghe con, con người của bà xấu xa lắm. Dạ. Tại vì cô thấy là cô biết rồi, cô tức hôm nay cô biết, cô theo dõi cô nói là không bao giờ ở bền đó, gán lắm rồi, giờ được 2 tháng là gán dữ lắm rồi đó. Cô là con lúc nào tới giờ đi mận thì đem về cho bả, đưa tiền cho bả, mà lỡ công an nó bắt mà chiếc xe của bả nó cái dạng cũng như là cái dạng mà lắp ráp tùm lum hết trơn, là công an nó lấy rồi, bây giờ bả nghĩ bả kêu mới đầu bả bắt buộc đòi thường cho bả chiếc xe y gan gì lấy gì cho bả, rồi không bả mới cho lấy xe của chú Tuấn đi phải không. Nhưng mà bây giờ bà nói thôi đi bà bỏ hết trơn à, anh về đi, của cải người ta cho này kia nọ, về để sống với em đi, để em nhớ anh em chết. Bà đó là phạt thủ đầu trâu đó nha, nhớ nha, gái làm sao mà anh em mà sắp xếp làm sao mà cho chú Tuấn im ái đi. Bà nói á, con á là dụ dỗ chú Tuấn đi, hai người đồng tính với nhau này kia nọ, mà nói tùm lum hết trơn. Rồi nói con người ta cho tiền á là 300 triệu mà con không đưa cho chú Tuấn, bây giờ bà muốn bộ cái vụ đặng về đặng bà kiếm tiền đó, rồi cái tiền đó mà nắm vô tay được rồi ha, hân hủi nữa, đừng bà mà miệng mà hầm răng xước kiểu đó không có ở được đâu con ơi. Dạ. Miệng hầm răng xước đó là ở không được đâu, không có con nó dễ lắm, mới mấy tháng mà bà còn liều lĩnh, bà hâm vợ làm đủ thứ chưa, rồi ở lâu ngày rồi cỡ nào nữa, rút ra được sớm này càng tốt đó nghe con. Dạ. Mà tôi thấy cô ngứa miệng. Dạ, thì đây là cái câu chuyện cộng đồng mà cô Thì mình cũng phải có cái quyền mình lên tiếng, mình góp ý chứ. Trời ơi, cô không góp ý được, cô tức quá, cô sợ, bà khóc lóc rồi đây chú Tuấn siêu lòng với con á, đi về cái cô nghe vậy cái con cũng như là ráp lại, nói lại cuộc tình đó là chết liền đó nha, không có được. Con á là con thấy con cũng muốn siêu lòng nữa mà không biết anh Tuấn thì sao. Không có siêu lòng được, bỏ đứt, coi như là khuyến khích rồi chú Tuấn phải bỏ đứt chứ không có siêu lòng gì trơn. Bà khóc, bà làm gì hay ghê. Bây giờ hồi đêm qua thì chữ thì cũng muốn nghẹt họng, bữa nay khóc lóc lễ lễ cũng muốn nghẹt họng. Hôm qua chữ sao con hả? Cô ơi, hôm qua chữ sao con có coi? Bà chữ ha, thằng này thằng nọ rồi bà nói mày đi đâu mày đi đi, vợ mày làm đĩ có lo cho mày được vậy không, bà chửi tới môi so nhỏ tới vợ người ta nữa. Cái chú Tuấn nói là tôi với bà không có liên quan gì, vợ tôi có xấu đi nữa cũng không có động phạm gì tới bà. Nó thấy không, nó ở với tôi mà còn binh vực vợ con, vợ nó làm đĩ chữ vậy đó, khỏi hỏi con người bà làm sao. Chữ chầu u. Cô ngày nào cô cũng lên clip này cô coi chứ, cô coi thử coi cái sự việc này nó đi tới đâu, cô biết không có đi xa đâu, miệng mồm bố quá trời rồi ở không có được. Người ta nói là vô vài tháng, mấy người trước đó vô vài tháng rồi đi nha, không có ở được. Bà nói anh đi mấy bữa gài biết bao nhiêu người, 4-5 người rồi. Điện thoại hỏi cưới em nè, có 5 con dừa ở Bến Tre nha, 5 con dừa hỏi cưới em mà em không có nhận, tại vì em thương anh em. Thì con thấy vậy con nghĩ sao? Bà thương tiền đó. Tiền gì con hả? Hả? Tiền gì vậy con? Thì bà nghe ai nói là với con nói là tiền cũng như cộng đồng cho được 4 tỷ, còn được 4 tỷ mấy gì của chú ba hay gì đó cho đó, rồi chưa có dám giao. Thì cái ngày đó bà cũng như là bà xui, bà gắt quá bà đêm đó bà quanh tạc, bà làm quá trời rồi. Chứ nếu mà đêm đó mà bà êm ái thì bữa sau là con giao tiền đưa cho bà. Bây giờ bà nghe có 1,2 tỷ lại thứ 1,2 tỷ. Cái bắt đầu chú Tuấn hỏi bà dựa chỗ nào mà bà nói 1,2 tỷ, ai cho hả? Còn bà nói là anh bà gửi cho 300 triệu. Bà nói bà thưa, nếu mà anh về êm ái thì thôi, còn nếu không êm ái thì anh bỏ em thì em thưa anh. Thưa là thằng Nhật Nam, là vấn đề tiền bạc của người ta cho em đây, em với anh đang ở đây, ta cho em 300 triệu mà bây giờ Nhật Nam nó không được. Bà nói vậy đó. Dạ con thì con lúc nào con tiền bạc con cũng rõ ràng hết đó cô, nên là cô chị Hà mà bà có thưa tới ngày mai đi chăng nữa hay là năm sau đi chăng nữa thì con cũng không ảnh hưởng gì, đó là con trình bày với cô. Nhưng mà cô cũng từng trải rồi, cô nhìn cô thấy chị Hà trở mặt nhanh thế cô. Mới bữa trước đây chị Hà còn chửi con với anh Tuấn quá trời quá đất luôn. Trời ơi, nói như là bánh phồng vậy đó con, chở như bánh phồng vậy đó, cô thấy là không xong rồi. Con người mà, bởi vì con người không có đàng hoàng, giờ nhìn cái thái độ con người cũng biết mà thường làm vậy rồi. Ông bà xưa người ta thường nói dí cái câu mà mấy người mà một mắt người ta đó. Ơi, thiệt tình á. Rồi tội nghiệp cho mấy người khác chứ, cô thấy trên đời trời đất này cô thấy mình nên có bà đó thôi chứ không có người thứ hai mà giống bà đó nữa đó. Thì cục bà bây giờ nói chung ra cũng như là bà là bà nghĩ là ở với chú Tuấn đi thì con phải phanh khui cái số tiền đó ra để mà bà còn đòi hỏi nữa đó nha, nếu về là bà đòi hỏi đó là đưa ra cho bà nữa đó, nếu mà đưa bà nắm trong tay được xong rồi đó ha. Bà đạp ít nữa chứ bà không bao giờ bà ở tồn tại đâu con. Dạ. Cái câu mà nói tôi kêu con tôi về quánh ông chết liền, giờ là nghe cô không có vừa bụng chút đó nào rồi đó. Bây giờ phải là tẩu mới được chứ ở lâu là không có lợi nha. Ở lâu là không có lợi. Bây giờ không phải. Con nói cô vậy coi đúng không ha? Bây giờ có mấy chục triệu tiền mạnh thường quân cho vàng mộng này kia nọ, rồi có mấy bộ đồ chú ba mua cho Rồi có chiếc xe cũ mới mua 4 triệu á, là anh Tuấn cũng không có lấy đi ra khỏi nhà được, mà bây giờ chẳng hạn như con đưa cho bả 1 tỷ 450 triệu đi, rồi rồi tới lúc bả đá cẳng anh Tuấn đi, tiền đó cũng đâu có lấy lại được. Bởi vậy thôi bây giờ gì nè, cô nói con nghe cho nó gọn đi, có mấy chục triệu là nó không có tồn tại gì đâu con, nó không có tồn tại, con người làm không phải là không có tồn tại đâu, nhưng mà bà còn tiếc, bà tưởng là mấy chục triệu đó là nhiều rồi, bà kiếm chuyện bà hoành hành, hỏi có nhiều đó mà bà hoành hành. Bây giờ á, nếu mà bà nghe rồi bà mới xuống nước nhỏ, bà nghe số tiền lớn nữa bà mới xuống nước nhỏ nghe, bà dụ cho Tuấn về đặng mà mới lòi cái số tiền lớn này ra nào. Nếu mà thời gian nè bà cũng phải đòi, ví dụ như con để em đềm chừng vài tháng để thử thôi coi có hạnh phúc hay không, con mới là công khai lên không, là bà kiếm chuyện nữa, bà đòi cho bằng được, được xong rồi bà đạp cho con thấy. Cô nói trước nha, y chang vậy luôn đó. Bà không bao giờ, là ở mà thiệt tình đâu, cái bà này là bà vì tiền, bà sống vì tiền rồi mới về, chưa gì trơn á, đi kiếm mối cho ở đợ đồ này, ở đợ đồ kia, rồi đanh đạn mà bỏ kêu mà đi để đi đụng với trai, biết sao? Chú Tuấn thấy là sống nếu mà không làm thì có thể là sống không được, buộc lòng chú Tuấn phải ra đi đó con, ra đi là đi lượm ve chai này kia đem tiền về đưa cho bả. Mà bả nói bả anh Tuấn đi lấy được 3-4 triệu, bả nói quan rồi, giờ trở lại bả nói em lỡ em nói vậy thôi, giờ em nhận lỗi, cái gì em cũng lỗi hết, tiền bạc em ở đây anh đi anh bỏ lại, em đâu có dặn gì đâu, quần áo anh sao anh không lấy đi, em tính là Nhật Nam chở anh đi buổi sáng trở lại, chứ em đâu lấy gì chi, anh đành đạn anh bỏ lại vậy, còn tiền bạc nè anh không có lấy gì chứ, anh mặn như anh đưa cho em hết. Hồi nãy bả nói gì, bây giờ bả trở lại bả nói gì, còn ngày hôm qua thì bả nói khác, bả nói là lấy hết tiền bạc đi rồi gì lấy 4-5 triệu gì, bả nói tầm lum hết trơn luôn. Ô con người mà nói chuyện nó thiệt với con, đầu đồ trời chân đậm rồi, mà có một con mắt mà nói chuyện á không bưa sợ tội lỗi, muốn nói á miệng lằng lửa mối, muốn nói làm sao nói, rồi muốn trở lại làm sao trở, không có biết tội lỗi, như thế nào là không có xài được con ơi, không có xài được. Bây giờ con nói cô nghe, là hôm qua hôm kia gì thì bà chửi trời đất, rồi bà bột họ con với ông Tuấn PD, rồi bà nói ông Tuấn liệt dương này kia kia nọ đủ thứ kiểu. Đúng rồi đó. Gì nói ông liệt rồi, ông sinh lý, ông liệt cái gì đó, nói vậy đó. Thôi bây giờ liệt rồi không có ở với bà được, thôi bà còn sung quá, bà cần người nào đó, bà kiếm về đi. Cho bây giờ đi về bà bôi nhỏ, bà nói tầm lum hết trơn trời. Đó, cái con mới thấy cái sự tình nó như vậy đó con. Thì con cũng quạch tẹt ra luôn về cái vấn đề tiền bạc, để là nói cho bà con cô bác người ta biết luôn. Cái tự nhiên con thấy cái thái độ của chị Hà ngày hôm nay thay đổi quá nhiều. Con cũng không biết như thế nào, chắc là phải là nhờ bà con cô bác từng trải mình góp ý. Thôi bây giờ cô góp ý vậy đó con, nghe lời cô đi. Cô nói thiệt, cô không phải muốn chia rẽ đâu, nhưng mà cô thấy là mới có 2 tháng mà chịu không nổi rồi, rồi thời gian lâu ha, bà nghe cái số tiền cộng đồng cho ha, bắt đầu ha, bà tóm được rồi đấy ha, sẽ ra đi nữa là cô cách con đó. Nếu mà con thuyết phục mà hai người hàng gắn, hai người mà ở lại đó là sau này đạp đích của Tuấn nữa là cô trách con đó. Nghe lời cô đi, không có gáp lại, sẵn thà để cho chú Tuấn thời gian yên tĩnh đi, rồi chú Tuấn có công ăn chuyện làm. Chú Tuấn đâu bây giờ cô cảm thấy hình như là không có cần bầu bạn nữa đâu cô, chú Tuấn ngán chàng bản họng rồi đó, ngán chàng bản họng. Bây giờ con bây giờ con cũng rối lòng quá, để coi coi anh Tuấn anh quyết định như thế nào, rồi để coi coi cái lời khuyên của bà con cô bác làm sao, rồi mình tính tiếp cô hả, chứ con cũng rối quá bây giờ con bằng ra đi, con đừng gáp lại nữa, rồi mắc công mang quà nữa. Bả cái gì bả nắm níu con người ơn, từ lúc trước cũng vậy, bà điện thoại ra bà kêu đem xuống cho bà bằng được, bà là đại gia. Rồi giờ này bà nói về cũng nuôi được này kia, có gì ăn nấy này kia. Rồi nhà bà cũng lòng vòng có công ăn chuyện làm này nọ. Giờ này không làm được ra tiền một ngày đó là không có sống yên với bà đó. Chứ đừng có nói kiểu mà đừng mà thương vậy rồi làm sao sống được. Dạ. Đó, bây giờ xong qua bây giờ con thuyết phục cho chú Tuấn rồi con không ráp lại nữa. Nếu mà con ráp cái ha, thà con ráp người khác. Đó, ráp người khác có thể là 10 người, chỉ có mình anh bà đó là người duy nhất thôi, người khác chắc cũng không đến đổi như bà đó đâu. Đó rồi. Mà con tâm sự với cô chứ giờ con cũng tởn quá rồi, con hết dám ráp rồi cô ơi. Đừng ráp con ơi. Thôi con mang quà đó, cô nghe là bà hâm con đủ thứ hết trơn. Là lúc hôm nọ cũng như bán lợi cái tưởng gì đem tôm ra cái con cũng để tiền lợi, giờ kể lễ con người như vậy đâu có xài được con. Không có kể, mình tự nguyện là mình không kể. Rồi nói con đi quay đó hả, là ăn tiền, nó ăn biết bao nhiêu tiền không? Bây giờ lỡ quay là phải đưa tiền cho tôi mới cho quay. Cái ông Tuấn ông trả lời ông nói nè, ăn gì của bà hả, lại đây quay là để chia sẻ cho cộng đồng, người ta xem mình khổ sở người ta giúp cho mình. Giờ còn cái vấn đề á, nó lại đây nó quay ha, tiền xăng nó chạy lại đây nó đổ, nó ăn được cái gì của bà đâu mà bà đi nói vậy. Tôi nói vậy đó, mà miễn chừng nào có ai lại đây quay là tôi không có cho quay đâu, quay là phải đưa tiền cho tôi mới cho quay. Đó con coi vậy đó, con người bạn sao. Dạ. Cô nghe ha, rồi cô nghe ha, cái từ giai đoạn từ lúc đầu ở trên nhà quan sao, rồi bả điện thoại bả nói chuyện sao tới giờ cô theo dõi hoài luôn á. Dạ. Mà cô nhìn thấy lúc mà đi xuống hồi đó là chở chú Tuấn đi xuống rồi á, nhìn thấy bả là cô thấy cô ớn, nhìn thấy bả thiệt tình á. Trẻ thiệt, còn nhỏ tuổi thiệt. Con nói với cô á, con nói với cô, với quý bà con cô bác, với cả chị Ngọc Hà luôn. Cái ngày mà, cái thời gian mà ở nhà hoang này kia kia đó đó, là lúc đó đâu có Mạnh Thường Quân thương nên Tuấn đâu, họ đâu có biết đâu cô. Chỉ là mới thôi. Rồi kể cả đi xuống dưới nhà, tới nhà chị Ngọc Hà luôn, từng đôi giày, từng đôi dép này kia kia nọ con cũng mua, con cho anh Tuấn để là con chỉ mong muốn đơn giản là anh có một cuộc đời mới thôi, chứ con chưa bao giờ suy nghĩ gì hết á. Bữa đó còn bà hỏi làm đám cưới mà này kia là cô thấy cũng bực bội rồi. Mình đại gia thì thôi bây giờ mình nấu mâm cơm mình cúng ông bà đi, đơn giản đi. Đặng mà cho ông bà ra mắt ông bà trong nhà của mình, người ta đã là nhà con quan rồi, không có nhà không cửa không dòng họ rồi, đòi hỏi rồi cái chú YouTube nào mà đi với con đó cái nói đòi hỏi cái gì đó là mấy cho ngủ chứ không thôi mà bây giờ cũng như là chị ngủ đây rồi anh Tuấn ngủ đây, hai người ngủ chung như vậy, nhưng mà cũng như là không có giao tiếp với nhau này nọ rồi sao được. Cái bà nói không đâu, ở đây thì chị ngủ đây ảnh ngủ đây, chừng nào á đám cưới xong rồi chị mới cho là ngủ với chị này nọ, chứ không thôi là chị đánh chết. Mà ổng mà lơ mơ là chị đánh chết. Rồi bắt đầu cái gì bả đòi làm gì làm cũng phải có đôi bông vòng gì đó. Bắt đầu cái chú kia á, chú mới nói anh em á thì để anh em xúm lại cũng như là mua cho cặp nhẫn gì đó. Cái bắt đầu trời ơi bữa đó hả, bà chữ một tăng luôn, bà kêu chú nói là bà chữ một tăng luôn. Bà nói là tại sao mà con người mà nói hứa mà không làm, cái bữa đó đám không lợi rồi này kia nọ. Nói chú đó hứa là cho cặp nhẫn mà sao giờ không có đó. Bà chữ quá trời chữ ghê thiệt. Dạ. Cô thấy cái đó cô tự mắc cỡ giùm cho bà. Già rồi, không nên nết. Dạ. Muốn ở thì con cháu nó ráp cho mình, thì bây giờ á, mình nó đại gia mà, còn người ta nghèo khổ người ta con đi về rồi con còn để lại 300 ngàn, 300 ngàn tưởng sao chú Tuấn cũng đưa qua tay cho bà lấy, có nhiều bó lụt có lấy hết trơn, theo lẽ gì để cho anh trong mình đi, rồi ví dụ anh có mua gì mua, còn nói anh đưa cho em giữ thì đưa, nhưng mà mua thuốc mua men đồ cho anh hút đồ này nọ. Còn này cho lấy tiền cái mừng dữ, mà mới ban đầu là một cái đồng tiền nhỏ mà còn như vậy, huống chi mà đồng tiền lớn con. Có đồng tiền lớn rồi ha, còn mau tan dở nữa. Thôi, sợ quá trời. Dạ. Chữ chú kia biết bao nhiêu mà nói, chữ hình như bữa đó có con đó mà. Dạ, có con nữa cô. Bây giờ con tính ra số con hên đó chứ chẳng hạn như 10 mấy 20 triệu thì cô chú anh chị không có nói mà cô chú anh chị có rầy thì con với anh Tuấn cũng làm lụm trả được. Trở mà con đưa cho bà Hà 1,450 tỷ thì con nói chắc con đi trốn luôn. Nói nghe nè, bởi vì mình làm ăn cái gì vậy mình cũng cảnh giác. Mình bây giờ con thú thật với là cộng đồng, ai cho tiền đó thì bây giờ tôi đang như là không tin tưởng, bởi vì tôi còn đang giữ ở đây mà anh Tuấn thì anh cũng chưa có cơ ngơi gì ổn định, thành ra bây giờ cũng như là bà con cô bác đó, cứ yên tâm đi, không bao giờ mà cái đồng tiền này nó mất ở đâu. Sau khi này nếu mà ảnh mà có làm cái chuyện gì hay là ảnh lập lại cuộc đời của ảnh là một người khác đi, người đàng hoàng đi lo làm ăn thì số tiền này sẽ trao lại cho ảnh, chứ bây giờ là đưa ra là chết liền, đưa ra là mất đi rồi đó. Bà cắn cũng như là bà cắn nha, cắn cục luôn chứ không phải cắn dừa. Quá trời quá đất. Dạ, quá trời quá đất, tính ra cũng tiếc chứ chị Hà thấy con. Mà tiếc cái gì, cô nói với con là buổi ban đầu lắm, xem tướng là cô nói trời ơi tội nghiệp quá cũng nhiều lúc đó, cô theo dõi cô không biết mấy YouTuber là nó có đi lại thăm lơm gì không, để ông Tuấn này sao đây nhiều khi 2-3 ngày cô mới thấy lên clip. Cái cô nói không biết làm sao nữa, cái nghe con nói hình như là tội nghiệp anh Tuấn quá, giờ này không biết anh Tuấn ra sao nữa. Thiệt tình á con, tụi con tới lui cô mừng hết sức vậy, tới lui coi sự việc sống của nó ổn hay không, không ổn thì anh em dìu dắt về nơi khác ở đó giết rồi bà ăn thịt bà đó bà ăn thịt đó. Dạ ghê quá con à. Thôi bây giờ con nói thiệt với cô luôn á là trong câu chuyện này tới giờ phút này đây là con chỉ tiếc cho chị Hà thôi. Cái thứ nhất là một người đàn ông tốt như anh Tuấn là tiếc, cái đó là con tiếc dùm cho chị Hà thôi, tiếc cái phần nhỏ thôi. Cái phần lớn nữa là con tiếc cái số tiền đó, cái số tiền quá lớn, có thể là xây nhà mua bờ, mua vuông, mua ao, sống một cuộc đời thảnh thơi luôn. Vậy mà chỉ có trong chớp nhón, trong một đêm thôi là tan tành hết. Con tiếc. Y như cô cứ tưởng tượng như là trúng một tờ giấy số, mà khi cầm cái tờ giấy số chuẩn bị đi lỏng mà cái nó mất vậy. Con Linh nhớ nè, trời cao quá mắt đó, khiến bà làm như vậy đó là ông trời ông đã biết rồi, khiến bà đã làm như vậy đặng bà không được nhận số tiền. Nếu mà bà nhận số tiền rồi, đồng tiền đó vô bà cũng như là vô cái hang cọp rồi, thành ra ông trời không có cho bà lấy được đâu con. Dạ đúng rồi cô. Ông trời không có cho bà lấy đâu, khiến đó. Nếu mà không khiến bà hoành hành cái kiểu đó thì bây giờ bà êm ấm rồi vợ chồng sống hạnh phúc ha, tuổi già rồi. Còn cái này bà không muốn nghĩ kiểu đó, bà tính cạo đầu người ta không rồi, chứ bà muốn nghĩ cái chỗ đó. Dạ, con tiếc cho chị Hà quá trời quá đất luôn. Phải nói là tiếc, số tiền quá lớn mà. Con là cũng mong muốn sáng sớm hôm sau con giao cái tiền đó cho chị ấy, cho nó xong cái bổn phận trách nhiệm của con đi, rồi con cũng về. Rồi chẳng hạn như chị có rải con một con cua, 2 con cua hay là 10 con cua với mấy con tôm thì cũng đâu có xi nhê gì với cái tiền đó đâu cô hả. Nhưng mà cơ hội nó cục mất rồi cô. Con tiếc cho chị ấy. Trời quá đó. Trời ơi, thôi con ơi, con mà đeo đuổi á càng lâu nó càng mang họa thêm chứ không có gì. Tại vì cái con người á nó cháo chở, tham lam, cũng như nó dục vọng đó. Cũng như bây giờ đi mua ve chai đi, rồi gặp cái sự cố như vậy là cái trong khi đó là thằng chồng của mình nó đi làm chứ phải chi mà đi chơi á, mà nó làm vậy không nói gì, về cái bắt đầu mặt lớn mặt nhỏ nha, không cũng như là không hành không liền, nhưng mà mặt lớn mặt nhỏ. Rồi trong nhà con thấy ha, trong nhà mà cái không khí không được êm ấm rồi, chú Tuấn sống đâu có được đâu, không nói chuyện mà hoành hành Giết từ từ bung ra chửi mắng sùm đó. Thành ra vì từ cái chỗ mà có một chút xíu thôi, cái của người ta bà lấy được, còn cái của bà mất rồi bà coi cũng như cái của bà là quý gì, còn của người ta là đồ bỏ đó. Chiếc xe bà là cái thớ gì dữ vậy? Hỏi như cái chiếc xe cũ đi, bây giờ thí dụ như giờ bà bán được 5 triệu không? Bây giờ bước ra đường, không, chiếc xe hồi ngày hôm qua đi nhận về đó, chiếc xe đó không ngon hơn xe bả quá nữa thôi. À, dạ. Bà nghĩ như trời, của bả thì buông ra đường, bả chạy thì công an cũng hốt thôi, chứ xe đó nó có được hiệu quả cái gì? Tào lao bắt xế gì đâu không à. Đó, bây giờ thì làm chân chạy đi tới luôn thôi. Chiếc xe ngày hôm qua của cái chú từ kia cho, xe đó còn ngon lành luôn. Nó mặc dù nó cũ nhưng mà cái đời của người ta đời cũ, nó dạ. Dễ sửa. À. Nó ngon lành, mái móc ngon lành nữa. Con nói với cô, bảo quý. Con nói với cô mấy bữa nay con ngủ không được luôn. Con nói, con tiếc cái số tiền nó ghê vậy luôn á. Không ngủ ghê gì được, cái ăn nó không ngon đâu. Không sao con à. Thì dạ. Cái còn coi như là của ai thì nó vào người đó, chứ không có vào tay người khác được. Không con tiếc giùm cho chị Hà đó chứ. Tại bà chứ. Cô thôi chứ con tiếc là nếu bà nắm được. Cô cứ tính coi 1 tỷ mấy, 1 tỷ tư, mấy chục, 50 mà. Con tiếc giùm cho chị Hà mà con ngủ không được, con ăn cơm không được. Bây giờ con tính đi, nếu mà da vô tay bả rồi giờ con còn tức ói máu luôn. Con tức thêm. Dạ, cũng đúng là vậy đó cô. Đó, bây giờ thí dụ như bà cất cái nhà, bà về đó số tiền bà hoành tráng ra bà cất nhà, bà mua đất á, thì số đất đó còn. Bà sửa nhà tùm lum tá la tầm bậy tầm bạ. Chứ phải cất nhà không có gì, bà sửa tầm bậy tầm bạ rồi. Rồi bây giờ bà hân hủi, bà không hân hủi mà bà hoành hành trong nhà hoài quỷ, nặng nhẹ rồi mặt lớn mặt nhỏ rồi đài chú Tuấn, cũng như là bà như là kiểu như là nhà của tao, mày về đây mày ở, mày cũng như dạng như là ăn nhờ ở đậu, bà sai khiến cũng như là người ở đợ vậy đó. Đó, rồi không mần vừa bụng bả cái bà dằn dao ném thớt cái chú Tuấn buồn, cái chú Tuấn ra mình không nữa. Dạ. Đó, rồi làm không lẽ gỡ từ cục gạch của bà. Dạ đúng rồi cô. Thôi bây giờ con nói đó. Cô vậy ha. Con cũng cảm ơn cô rất là nhiều vì đã tới cái chương trình của con để là góp ý cho anh Tuấn. Con rất là quý cô. Đó rồi còn cái câu chuyện tới đây như thế nào đó thì phải chờ